Có lời đồn rằng, nửa đêm đứng trước gương gọt vỏ táo, nếu gọt đứt vỏ thì sẽ gặp quỷ. Người đàn ông nhìn thấy mặt quỷ ở trong gương thì bị dọa sợ đến ngã ngồi ra đất. Con quỷ này quá xấu xí. Đúng lúc này, anh nhìn thấy đôi chân của nó trên đất thì biết ngay là quỷ giả, rồi cầm cái gậy tre lên đánh đuổi nó ra ngoài. Quỷ giả cầu xin tha mạng, khen anh không biết sợ là gì, mà không biết rằng bàn tay của con quỷ thật đang từ từ thò ra, kéo hắn vào trong gương. Người đàn ông cứ tưởng thằng quỷ giả kia vẫn đang giở trò, nhưng tìm khắp phòng rồi mà vẫn không thấy hắn đâu cả, còn may mắn thoát khỏi hai lần chộp của con quỷ thật kia. Quay người lại, nữ quỷ lại cướp đi chiếc hộp trong tay anh. Hai người nhìn nhau nửa giây, rồi anh liền phát chân lên cổ chạy, nhưng tốc độ của con quỷ nhanh hơn nhiều. Trong lúc hoảng loạn, anh vớ được con dao gọt trái cây, cắt đứt lìa bàn tay cô ta, rồi đâm chặt xuống đất. Nữ quỷ liền gào thét đau đớn. Anh dùng cái ghế ném vỡ chiếc gương kia đi. Bỗng nhiên, cả căn nhà rung lắc dữ dội như là xảy ra động đất vậy. Khi anh nhảy ra ngoài cửa sổ, thì cả căn nhà liền đổ sập xuống. Anh tên là Trương Đại Đảm, can to số 2 thì không ai dám nhận số 1, nhưng lại rất sợ vợ. Công việc của anh là người lái xe ngựa, lái xe cho Đàm lão gia, phú ông giàu có nhất vùng này. Anh đưa ông đến thanh lâu xong, rồi đốt một nén nhang, ngồi ăn đậu phụ, khi nào nén nhang cháy hết thì anh đi đón ông về. Ông chủ quán bán đậu phụ kể lại câu chuyện hồi mình còn trẻ. Hồi đó ông cũng bận rộn đi lái xe ngựa cho bọn nhà giàu, không ngờ rằng vợ mình lại gọi trai về nhà. Em ra nói nữa hả? Tôi tư tình, ông kể cho người ta biết không sợ mất mặt đâu. Đại Đảm nghe xong liền nghĩ đến người vợ xinh đẹp của mình ở nhà, thế là vội vã chạy về kiểm tra ngay. Anh nhìn qua cái cửa thôi thì đã thấy ngay một cảnh tượng kinh ngạc rồi. Hóa ra người đang cặp kè với vợ anh lại chính là Đàm lão gia. Khi ông ta nhảy cửa sổ để bỏ chạy thì đã làm rơi lại một chiếc giày. Đại Đảm không bắt ngay tại giường được nên không thể biết đó là chiếc giày của ai. Nhìn nén nhang trên tay mình sắp cháy hết, anh không đôi co với vợ nữa mà mau chóng đi đón Đàm lão gia ngay. Sau chuyện này, Đàm lão gia liền có ý định giết chết Trương Đại Đảm. Sư gia nói rằng mình có quen biết một thuật sĩ ở núi Mao Sơn, chỉ cần bỏ ra 2 thỏi vàng là có thể tiêu diệt được Trương Đại Đảm. Sư đệ của tiền thuật sĩ cũng đã nghe được sự việc này, anh ta không muốn sư huynh dùng thuật để hại người. Sư huynh, mục đích của chúng mình học Nam Sơn là cứu người mà. Ai, trong xã hội này càng nhất là phải có tiền. Thấy sư huynh vì tiền mà đánh mất hết cả nhân cách, sư đệ chỉ đành hậm hực bỏ đi. Thế là ngày hôm sau, một tên lưu manh đầu đường xó chợ chơi cược với Đại Đảm rằng chỉ cần anh dám ngủ một đêm ở trong từ đường Mã gia thì hắn sẽ cho anh 10 lượng bạc. Kiếm tiền dễ như vậy, Đại Đảm vui vẻ nhận lời ngay. Nhưng sư đệ đã ngăn anh lại và dạy cho anh vài bí quyết sinh tồn. Cần hại là anh phải trèo lên cây cài, cần tử thì sao? Thì anh nằm dưới chiếc quạt tờ. Vậy cả năm. Lúc đó trời đã sáng, sáng rồi thì đâu có gì. Ông thuật sĩ Mao Sơn bắt đầu làm phép. Ông ta múa cây kiếm trong tay, miệng bắt đầu niệm kinh. Trong từ đường Mã gia, chiếc quan tài hơn trăm năm chầm chầm mở nắp ra, trong đó một con cương thì bụi bặm khắp người, bỗng nhiên sống lại một cách quỷ dị, còn Đại Đảm thì trốn trên xà nhà. Tiền đạo trưởng chỉ huy cương thi bắt đầu đi tìm kiếm xung quanh, nhưng tìm cả dưới gầm quan tài rồi mà vẫn không thấy người đâu. Tiền đạo trưởng cũng mệt là cả người, rồi lại bắt đầu làm phép điều khiển cương thi. Cương thi nhảy bật lên xà nhà, Đại Đảm lại mau chóng chui xuống dưới gầm quan tài. Cương thi nhảy xuống, giẫm trúng chân Đại Đảm. Không trốn được nữa, thế là phải đánh nhau với cương thi. Nhưng đúng lúc này thì trời đã sáng, tiền đạo trưởng đành cho cương thi về quan tài. Đại Đảm như người mất hồn, lại gặp tên lưu manh kia, lại không để ý gì mà đồng ý ngủ thêm một đêm nữa. Cứ nghĩ rằng lần này chết chắc rồi, nhưng sư đệ của tiền thuật sĩ lại nghĩ cho anh một kế khác. Tìm được một thằng quyết chó, 4 cái móng chó và 50 câu cả. Vì thời gian cấp bách, Đại Đảm nói số trứng cần mua cho người bán trứng, rồi đi mua mấy thứ đồ khác. Nhưng ông ta lại buôn gian bán lận, vì không đủ trứng gà nên đã thêm trứng vịt vào cho đủ số lượng. Đến tối, tiền đạo trưởng lại bắt đầu làm phép. Ông ta và cương thi như hòa làm một. Ông điều khiển nắp quan tài mở ra, nhưng không thể ngờ rằng Trương Đại Đảm đang nằm đè trên đó. Anh đập một quả trứng gà vào quan tài. Tiền đạo trưởng không tin, đạo thuật của mình sao có thể biến mất được chứ? Hết lần này đến lần khác bị Đại Đảm đánh ngã ra đất. Cuối cùng, Đại Đảm đập trúng quả trứng vịt. Cương thi không bị ảnh hưởng gì, liền bật nắp quan tài nhảy ra, thoát ẩn thoát hiện mà xông lên. May mà Đại Đảm thân thủ cũng lợi hại. Không may, anh bị đánh bay vào quan tài. Cương thi nhảy vào theo để tấn công. Đại Đảm nhảy ra, hất một chậu máu chó lên người hắn. Tiền đạo trưởng bị phản công ngay lập tức, cả người bị văng lên mái nhà, cuối cùng là bị băng bó toàn thân thế này đây. Đàm lão gia tiếp tục tính kế xử lý Trương Đại Đảm. Ông ta kêu anh mau về nhà bắt gian,
nhưng ở nhà chỉ có vũng máu của vợ anh mà thôi, mà quan phủ cũng vừa hay có mặt, bắt Đại Đàm vào nhà lao vì tội giết vợ. Nhìn con ngỗng quay thơm ngon này đi, nó là bữa ăn cuối cùng của người tử tù. Đại Đàm không nghĩ nhiều nữa, hóc cho no nê. Tưởng rằng như vậy là có thể nhốt được Đại Đàm. Ăn no xong, Đại Đàm đi ra ngoài đánh ngất luôn lính gác, cướp lấy chìa khóa rồi trốn ra ngoài. Anh đi vào một căn nhà hoang, trong đây chỉ có một quan tài chứa một cái xác chết chưa được bao lâu, côn trùng chuột nhặng bám đầy xác chết. Anh nằm ngủ bên cạnh cái xác. Đến nửa đêm, cái xác bắt đầu cử động. Đại Đàm làm gì thì cái xác cũng làm theo anh. Anh thức dậy đi tiểu, cái xác cũng đi theo. Cuối cùng, Đại Đàm cũng phát hiện ra có gì đó sai sai. Nhưng bình tĩnh lại thì anh cũng phát hiện ra cái xác đang bắt chước theo mình. Thế là anh nhấc cục gạch lên, đập vào đầu mình. Nhưng cái xác này không có ngu, nó đập thẳng vào đầu anh, Đại Đàm cũng không dám thử nó nữa. Anh nghĩ rằng chờ đến khi trời sáng thì sẽ hết ngay thôi. Nhưng bỗng có một con mèo đen nhảy qua, động đến tử khí của cái xác. Thế là cái xác bật dậy, bắt đầu tấn công Đại Đàm. Chí mạng ở chỗ là hắn ta mồm thối quá, Đại Đàm đành vắt chân lên cổ bò chạy. Không ngờ rằng quan phủ đang dẫn theo thuộc hạ ở ngay phía trước. May là Đại Đàm đã phát hiện ra quan phủ, anh tránh sang một bên, khiến cái xác đâm thẳng vào người ông ta, hai người dí sát mặt vào nhau. Sau đó, họ đuổi theo Đại Đàm đến một nghĩa trang. Chủ nhân ở đây chính là người đã cứu Đại Đàm, sư đệ của Tiền đạo trưởng. Mà quan phủ cũng là một người rất nhát gan, ông không dám nhìn vào người chết trong quan tài nên kiểm tra rất qua loa. Sau khi cứu Đại Đàm, sư đệ chính thức nhận anh làm đồ đệ, dùng bút lông vẽ kín bùa chú lên người anh, như vậy thì mới thoát khỏi trò chọc người rơm của lão cáo giả Tiền đạo trưởng kia. Thấy không ăn thua gì, ông ta lại phái thuộc hạ của mình là Quỷ Vương đi tấn công Đại Đàm. Bỗng nhiên, gió lạnh nổi lên khắp nghĩa trang, Quỷ Vương ra tay đánh vỡ gương bát quái, sư đệ mau chóng vứt máu lên kiếm gỗ đào rồi ném trúng tim của hắn. Sau đó, ông bắt đầu làm phép để hỏi ra vị trí khai đàn của Tiền đạo trưởng. Hai người kéo nhau đến nhà của Đàm lão gia, mà có một điều là pháp đàn của ai càng cao thì người đó càng có ưu thế. Sư đệ cũng không phải dạng vừa, ông dùng thang gấp, cao hơn pháp đàn của Tiền đạo trưởng một cái đầu. Hai người bắt đầu mời thần làm phép, sư đệ cho Tôn Ngộ Không nhập vào người Đại Đàm, mà đồ đệ của Tiền đạo trưởng thì là Na Tra. Được thần linh nhập thể nên hai người đánh nhau rất kịch liệt, nhưng Tôn Ngộ Không cuối cùng vẫn áp đảo Na Tra, đánh vỡ vòng càn khôn, dẫm người khiến nó sùi bọt mép. Tiền đạo trưởng lại mời Lữ Động Tân nhập vào người Đàm lão gia. Ông múa kiếm đẹp lắm, nhưng phát đầu tiên đã chém chết quản gia của mình. Lần này Đại Đàm cosplay Hồng Hải Nhi. Nhưng thanh thương của Hồng Hải Nhi không thể đấu lại bảo kiếm của Lữ Động Tân, Đại Đàm bị kiếm chém bị thương khắp người. Sư đệ liền nảy ra một ý, bắt đầu làm phép lên chiếc giày của Đàm lão gia. Sau khi phá hủy được pháp thuật mời thần, Đại Đàm cầm lấy bảo kiếm, cuối cùng cũng giết được tên Đàm lão gia, báo được mối thù cướp vợ. Tiền đạo trưởng lại bắt đầu đánh lén, sư đệ dùng da bụng của mình để đỡ chiêu này. Còn ông ta mặc nhiều áo quá, không kịp cởi nên bị thiêu cháy luôn. Thấy sư phụ của mình chuẩn bị ngã xuống, Đại Đàm cố gắng chạy lại thật nhanh. Nhưng... Sư phụ không sao chứ? Người thử trèo lên trên rồi té xuống thì coi sao. Bây giờ, người phụ nữ lẳng lơ này lại bắt đầu ra vẻ đáng thương, thì bị Trương Đại Đàm đánh cho lên bờ xuống ruộng luôn.